Như vậy là kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã khiến cục diện bảng B trở nên kịch tính hơn. Nếu như U22 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U22 Thái Lan là có thể đi tiếp, thì thầy trò huấn luyện viên Guraut buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn sớm bị loại ngay từ vòng bảng. Về phía U22 Indonesia, họ sẽ dễ thở hơn khi đối thủ của họ chỉ là U22 Campuchia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Thực tế thì Thái Lan lâu nay người ta đã muốn vươn lên một cái tầm cao rồi. Thành ra tôi nghĩ ở góc độ nào đó đây là cơ hội của Việt Nam. Người ta vô địch SEA Games quá nhiều lần rồi và không còn quá quan trọng đúng như mọi người nhận định. Việt Nam phải nắm bắt lấy cơ hội này, bởi vì hiện nay chúng ta ngoài cái việc mà đội bạn không có quyết tâm thì U22 Việt Nam có một dàn cầu thủ rất tốt, rất là đồng đều và đá với nhau nhuần nhuyễn. Các cầu thủ trẻ nhưng mà không non nớt và mặc dù dưới 22 tuổi nhưng được đá chính ở V-League rất nhiều. Thành ra đấy là cái niềm tin để mà tôi hy vọng chúng ta hội tụ được cả kinh nghiệm, cả sức trẻ, cả nhiệt huyết và cả khả năng chuyên môn nữa. Bóng đá Thái Lan luôn là khắc tinh của chúng ta ở mọi cấp độ đội tuyển. Và ngoài việc nhắc đến Kiatisak, hẳn chúng ta chưa thể quên hình ảnh về một Guraut, đối tác chính trên hàng công với Kiatisak một thời, một sát thủ đích thực trong vòng cấm. Guraut Srimaka là cầu thủ mà tôi cũng đã theo dõi rất lâu. Anh rất là to cao, chơi đầu tốt và chân thì cũng rất là khéo léo, chứ không phải là vụng về đâu. Trước đây thì Guraut đá cặp ăn ý nhất với Kiatisak. Kiatisak là một người nhanh nhẹn, thông minh như một con mèo rừng ấy. Trong đó Guraut là cầu thủ càn lướt và rất giỏi không chiến. Thành ra là bộ đôi của họ bổ sung nhau rất là tốt. Khi gặp Việt Nam thì họ cũng luôn luôn là gây rất nhiều khó khăn cho thủ môn và hậu vệ của chúng ta. Guraut đã từng sang Việt Nam thi đấu cho đội Bình Định và khi đá ở Việt Nam thì phong độ đã xuống rồi, gặp phải chấn thương nữa. Nhưng mà anh vẫn chứng tỏ được những đường nét và cái sự chuyên nghiệp trong hành xử của mình. Trước trận đấu quyết định với U22 Việt Nam, ông Guraut đã đưa ra rất nhiều phát biểu nhắm đến đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Vị huấn luyện viên này đánh giá rất cao những cầu thủ trên hàng công của U22 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Nhận xét về lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, nữ trưởng đoàn của U22 Thái Lan đánh giá rất cao những gì mà Công Phượng đã thể hiện. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ mang áo số 10 bên phía U22 Việt Nam, đó là Công Phượng. Cô ấy sở hữu tốc độ và kỹ thuật cực tốt và là nỗi sợ hãi của các hậu vệ. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu sắp tới, chúng tôi sẽ không được phép mắc sai lầm và tôi hy vọng U22 Việt Nam sẽ cùng chúng tôi đi tiếp ở bảng B. Cũng như người đồng đội Kiatisak, Guraut được đào tạo nghiệp vụ huấn luyện hết sức bài bản và có nhiều kinh nghiệm khi cầm các lứa tuyển trẻ của Thái Lan, từng là một sát thủ khi còn thi đấu. Liệu trên băng ghế huấn luyện, Srimaka có thể hiện được điều gì? Tôi nghĩ rằng là Guraut là người có thể nói là nằm trong cái thế hệ rất là thành công của đội Thái Lan. Và với Thái Lan thì người ta không bỏ sót những người này. Họ tận dụng tối đa kinh nghiệm của các cầu thủ này để mà đào tạo họ trở thành những huấn luyện viên xuất sắc. Thì cùng với Kiatisak rồi là Surachai, những người khác nữa, thì Guraut được đào tạo rất là bài bản công việc huấn luyện viên, được học huấn luyện ở châu Âu. Và hiện nay thì cũng đã kinh qua một số đội trẻ hơn là U22 rồi. Trước khi đến với U22 thì đã từng là U17, U19. Thì tôi tin tưởng Guraut sẽ là huấn luyện viên cứng của Thái Lan, giống như là Kiatisak đã làm được. Nếu như chấn thương của Duy Mạnh vẫn đang còn là một dấu hỏi, thì bên phía U22 Thái Lan, cầu thủ quan trọng trong đội hình là Sitichok Kanu gặp phải chấn thương trong trận gặp U22 Philippines gần như sẽ không thể có mặt trong trận đấu ngày mai. Cả hai đội sẽ chỉ còn cách phải thi đấu hết mình mới mong có cơ hội giành lấy tấm huy chương vàng SEA Games 29 năm nay.